Hello chào mọi người, chào cả nhà ha. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ một cái đầu dũa cho mấy anh chị ha. Khi mà mình làm xong hết đó, thì mình sẽ chạy cây dũa bằng cây teflon nha mấy anh chị. Mình có thể là dùng cái ngắn, cái dài cũng được nha mấy anh chị. Khi mà mình dùng cái dài á thì mình cũng cắt bước cũng y chang giống vậy luôn. Chỉ có cái là khi mà mấy anh chị mà làm móng dài đó thì dùng cái cây dài thì nó sẽ dễ hơn cho mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy cái cây dũa này nha. Để tôi xin chỉnh lại cái máy một chút. Đây, đầu tiên khi mà mình chạy cái cây đầu dũa XF này là mình sẽ bật chế độ là cái máy của mình nó nhẹ thôi. Lý do tại vì sao? Vì cái khi mà mình đắp bột mình á nó đều rồi, hay là cuticle của mình nó mỏng rồi ha, thì mình chỉ việc chạy cuticle là được. Còn nếu mà anh chị nào mà đi cuticle của mình á là nó còn cao hay gì đó thì mình sẽ có thể là sử dụng cây V1, sau đó là mới tới cái bước này. Còn khi mà mình đi mỏng rồi ha, mấy anh chị nhìn nghiêng nè, mình đặt cái cây dũa của mình nè, đó, nghiêng qua ha, để cho mấy anh chị thấy nè, thấy không? Đó, mình đi cái đầu dũa của mình sát vô cây XF lon này. Cây XF lon này có tác dụng làm mịn và sạch cuticle. Sau đó mình tới hai bên, khi mà tới hai bên mấy anh chị lấy cái tay vẽ vẽ cái phần da ra, tức là mình dở cái phần da ra, sau đó xong bên này ha, nè lấy cái tay của mình để cái da của mình nó xuống, rồi chạy sạch vô sau cái đi cột đó, thì như vậy á, thì nó sẽ sạch hoàn toàn cho mình nha, và rất là sát luôn, và làm cho cái đường cuticle của mình nó sạch và nó mịn chứ nó không có bị. Chắc chắn là không có chỗ nào mà nó còn sót lại cái phần bột của mình. Tại vì khi mà đắp bột á là mình sẽ đắp bột nó nằm ở dưới cái phần cuticle da ha. Cách này là mình xài, mình làm và nó rất là hiệu quả luôn mấy chị. Vì cái cây XF này nó giúp tác dụng làm sạch và làm mịn nha mấy chị, nó không có tác dụng là phá bột. Thành ra cái bước cuối cùng khi mà mình muốn cho cái phần mặt móng của mình nó mịn thì mấy chị dùng cái cây XF này. Và hiện tại là mình có cái cây dài và cái cây ngắn, mình thích xài cái nào cũng được. Cái cây dài thì chủ yếu là mình xài cho móng ngắn, móng dài cũng được. Và cái cây ngắn thì mình cũng xài móng ngắn, móng dài cũng được. Nhưng mà quan trọng là ăn thua là mình muốn xài cái cây nào nha mấy anh chị. Cây dài, cây ngắn gì cũng được nha. Nè, khi mà mình đi là mấy anh chị thấy cái mặt móng của mình nó rất là mịn không? Cũng giống như là khi mà mình đã bóc phờ rồi đó. Nên là ra cái cây này thì cây XF lon dài này, mấy anh chị có thể là mua tại website ha, hoặc là tại những cái supply gần nhất của mình. Nếu mà anh chị ở xa thì mình có thể là mua tại website clmsupply.com, hoặc là mấy anh chị sẽ gọi vô công ty 714-804-9288, 714-804-9688 nha mấy anh chị. Nè, sau đó khi mà mình dũa xong cái phần cuticle rồi, mình chỉ việc đặt cái cây dũa của mình nó nằm. Sau đó mình từ ở trong, mình giữ cái móng ở trong này nè, giữ cái cây dũa trong cái phần thân dũa, thân móng nè, thì mấy anh chị chạy một cái đường phần chính giữa nó rất là mượt nha. Ha, mấy anh chị thấy cái sự khác biệt khi mà mình đã chạy qua cái cây XF hơn chưa? Nó bóng mà nó mịn, nó mượt, rất là mượt nha mấy anh chị. Nếu cái cây này là rất là thích hợp cho anh chị nào mà nhét tay. Cái thứ hai nữa là chạy cho dip nè, chạy cho đắp bột nè, chạy cho móng úp nè, chạy cho builder gel này ha, thì mình đều có thể là sử dụng cái cây XF này để mà mình làm cho cái cuticle của mình nó sạch và mịn. Cây này là xin giới thiệu rất là nhiều lần rồi, rất là nhiều trên những cái video của mình, hầu như là lúc nào 100% mỗi lần khi mà mình xài á là xin đều xài cái cây XF này ha. Thường thì mình xài cái cây ngắn, vì cái cây dài là sau này là xin mới thiết kế nó ra để mà nó phù hợp cho mấy chị mà hay làm móng dài chạy mịn không. Khi mà mình đắp bột mịn á, mình không có cần chạy nhiều đâu mấy chị, mình chỉ việc chạy sạch cuticle, chạy mịn cái phần mặt móng nữa là ok ha. Đầu tiên mình lấy cái tay của mình đẩy cái phần da ra, sau đó mấy anh chị này chạy phần chính giữa trước, đúng không? Từ chính giữa đi qua góc bên trái và luôn luôn là mình lắc tay nha, mình lắc tay qua, đưa sát cái đầu dũa vô cái phần cuticle. Mình đi nhẹ thôi mấy anh chị nè, tự động là cái cây đầu dũa của mình nó làm sạch cái góc cạnh mà nó bám trên cái phần da của mình á, rồi tới bên này ha, đè nó xuống đưa qua. Bây giờ mình thấy cái đường line của mình nè, đi sạch chưa? Nó rất là sạch nha, và nó không có còn cái bụi cái bột bám vô cái phần da nữa. Sau đó thì mình sẽ chạy nhẹ ở đây. Đó, chạy nhẹ phần này. Và khi mà mình đã chạy cho cái phần cuticle của mình nó lài ra rồi, bật chế độ nhanh chút để cây dũa của mình nó nằm, và mình chạy từ trong ra ngoài. Đó, mấy chị thấy là nó rất là mịn không? Ở chính giữa so với hai bên này chưa có chạy nè. Anh chị nào xài rồi ha, cây này rất là good.
Còn anh chị nào mà đắp dày khi cò hay là đắp nó gồ ghề, anh chị nên đi cái cây bi tree trước đã rồi đi cái cây XF ha. Hoặc là nếu mà nó không có đủ độ lài hay là nó dày quá, anh chị đi cây V1 trước rồi xong finish, luôn luôn là finish là bằng cái cây XF. Tại vì khi cái XF của mình nó có tác dụng làm mịn mặt móng, làm sạch và mịn mặt móng nha, không có tác dụng lấy bột. Nên thành ra anh chị nào mà đắp dày á, mấy anh chị đi xử lý cái phần critical dày trước đã, rồi mặt móng không đều trước đã, rồi mấy anh chị chạy cái cây này. Tại vì cái cây này có tác dụng làm mịn, làm sạch thôi. Và đi rất là an toàn, nó không có bị mất bột hai bên ha. Và khi mà mình đi xong critical chạy nè, cho nó nằm xuống. Không, hầu như là mình đi một lần thôi, không có cần đi nhiều lần. Còn nếu mà mình đi gồ ghề á, là mình phải đi nhiều lần. Nên như vậy thì mất thời gian mình lắm, nên là ra là bước nào ra bước đó cho nó xong. Trong khi đùi cổ mình đây nè, đây là chưa có dụ ha, tại vì mình đắp á, sát nè, không đắp sát, sau đó là mình đưa khi cổ, đưa cây dầu đầu dụ vô, đưa vào từng chính giữa nè. Rồi qua bước qua ngón này, cho tay người khách nằm trên một cái mặt phẳng, sau đó từ góc này đi lên đó. Khi mà mình đi giống vậy chắc chắn là cái độ tròn thì nó sẽ được nó sát vô. Khi mà nó đã được cái độ sạch rồi và sát rồi, bắt đầu mình làm cho nó lại hai bên góc và bật chế độ nhanh cho cây dụ của mình nó chạy từ trong ra ngoài. Còn anh chị nào mà nhanh á, hay là mình không sợ thì mình bật chế độ nhanh được. Còn anh chị nào mình nhát á, anh chị bật chế độ nhẹ lại đi cái phần khi cồ nha. Khi mà mình vũ sạch rồi đừng vũ nữa mấy anh chị, tại vì vũ nhiều quá mất thời gian của mình. Có cây bụi bụi nè, để cho mình nhìn thấy được cái điểm mà mình cần đũa. Rồi, hai bên ha, đi cho nó lài ra, tức là ôm vô đó. Xong hết, bật chế độ nhanh, đi cái mặt móng. Thường đa số là mình sẽ chạy cái điều hết, xong quay lại ha. Bật chế độ nhanh đi hết 10 ngón trên cái phần mặt móng luôn. Nhưng mà trên này là mình làm lai, thành ra mình sẽ đi từng ngón cho mấy chị thấy. Cây dũa này gọi là siêu mịn luôn mấy chị. Siêu mịn luôn, còn mịn hơn khi mà mấy anh chị bóp phờ nó. Luôn luôn có một cái cây phủi bụi kế bên để mình nhìn được cái phần đầu cái cồn. Phủi bụi sạch thì mình mới nhìn thấy được ha. Cho nó nào đổ ra ngoài luôn ha. Rất là mịn ở phần chính giữa nè, sau đó qua góc bên này trái rồi xong qua góc bên này phải. Ôi thế là mình đã xong, rất là sạch luôn anh chị nè. Nhìn cái mặt móng của mình nó mịn chưa? Đó, hai bên bụi sạch bụi cho mấy chị thấy ha. Mặt móng rất là mịn nha mấy chị. Màu rất là xinh đó. Nên thành ra là để cái cuối cùng nhất nó giúp cho mình á, mặt móng của mình nó mịn á, thì mấy chị sử dụng cây XF nha. Thì hiện tại là mình có hai cây, một cây ngắn cây dài. Và hiện hôm nay thì xin sử dụng cái cây này là cây dài nha mấy chị. Đó, cây dài cây ngắn gì cũng được nha mấy chị ha. Thì anh chị có thể mua tại website hoặc là mình gọi vô công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Đó, khi mà vụ xếp chạy máy xong thì mình nên lấy lại xếp một lần nữa, không nhẹ thôi, kéo hai bên. Đó, cái này phần này mình đang cho nó tỉ mỉ chút xíu. Đó, xong vụ lại cái phần đầu móng, kiểm tra lại cái phần đầu móng. Đó, khớp phần này của mình cũng hơi narrow chút xíu, chứ không phải là khớp phần nhỏ ơi là nhỏ. Tại vì nó phải đi theo phù hợp với cái tay của người khách ha. Đó, anh chị nào mà muốn chạy cho nó đẹp, cho nó sạch, không bị mất bột, thì mình sử dụng cái cây XF nha mấy chị. Nó có sự khác biệt rất là lớn luôn khi mà mình sử dụng cái đầu dũa.
cái này là chưa có cúc phơ nha, mình phủi sẵn cho mấy anh chị thấy là cái bộ này nó sao. Từ lúc đó mình làm rồi chị Sen cũng không có cho tay cắt cúc phơ luôn, tại vì nó quá mịn rồi, thấy không? Rồi và rất là sạch luôn. Ok, Sen sẽ cho cái người khách rửa tay một chút ha, rồi sau đó là quay lại cho mấy anh chị thấy cái cuticle nó sạch như thế nào. Tại vì khi mà nó còn bụi á mấy chị, đôi lúc đó mình không thấy rõ, tại vì mình sẽ cho rửa tay ha. Và tháng 10 ngày 22-23 là cô Sen sẽ có demo show tại Dallas nha mấy chị, tại Texas, tiểu bang Texas, tại Texas Nail Supply. Thì hẹn cả nhà tại 2 ngày đó nha. Thì mình sẽ bắt đầu từ 10 giờ tới 5 giờ. Rất là mong chờ. Coming soon, Dallas. Và mình sẽ cho mấy chị thấy cái bộ nail khi mình đã finish qua cái phần chạy mặt móng và cuticle nó như thế nào. Tại vì thật sự á, khi mà finish á, mình cần một cái cây đầu dũa nó an toàn. Cái thứ hai nữa làm cho cuticle mình nó sạch, đồng thời nữa làm cho cái mặt móng của mình nó mịn, đôi lúc không cần buffer luôn. Đây, đó mấy chị thấy nè ha. Cái bộ nail là khi mà Christine đã xong thì mấy chị xem lại cái cuticle của mình nè, nó rất sạch và rất là tròn và nó nằm sâu vô trong cái phần cuticle của tay người khách nha. Mình sẽ chùi cho nó khô chút để cho mấy anh chị thấy cho nó rõ ha. Anh chị nào mà nhát hay là chưa có cái cây này, order cái cây này về xài liền nha mấy anh chị nè. Nhìn nè, nó rất là sạch ha, và nó rất là sát luôn đó, nó không có một cái khe hở, nó không có làm mất cái bột của mình ha. Và chắc chắn bảo đảm với mấy anh chị khi mà mình dũa là sạch á, là có nghĩa là cuticle của cái bột đó nó sẽ nằm ở dưới cái phần cuticle da của mình, chứ nó không có nằm ở trên. Nên tới khi mà mình dũa nó cũng vậy nha, và nó sẽ nằm ở dưới cái phần da của cuticle. Đó mấy chị thấy cái da cuticle nó nằm đây không? Và cái bột của mình á là nó khi mà mình đắp á là nó dính nó nằm ở dưới cái cuticle ha, da chứ không phải là nằm ở trên. Nên tại sao là anh chị nào mà đắp bột cuticle không đẹp á, thì mấy chị có thể là tham gia lớp của Christine cùng với Sang Phan nha. Thì tháng 11 thì Christine sẽ có một lớp cơ bản ngày 13, 14, 15, 16 tại Garden Row. Và tháng 10 cũng trong tháng 11 này cũng là 6, 7, 8 thì Christine cùng Sang sẽ có từ cơ bản tới nâng cao tại San Jose. Và tháng 12 tại Sacramento là 4, 5, 6. Và lớp học của mình thì mấy chị có thể đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy chị. Và tất cả sản phẩm thì mấy chị có thể là lên website của mình là clamsupply.com hoặc gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688. Hoặc mấy anh chị có thể là tới những cái supply gần nhất nha. Nếu anh chị nào ở Garden Road thì mấy anh chị ghé CLL Supply, địa chỉ là 9872 Westminster, số C Garden Road 92844. Và CLM Supply 7495 Anaconda, Garden Road 92841. Đây ha, màu rất là đẹp nha mấy chị. Mặt móng rất là mịn khi mà Christina sử dụng cây XF mà không buffer. Đó, cái này là không buffer luôn nha mấy chị. Chạy khách là quá tuyệt vời luôn. Thank you và bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những cái live tiếp theo.